Ơi, Bon Sơn Kim Sơn thân chào nhà mình luôn nha. Chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Hôm nay Bon Sơn Kim Sơn thân mời nhà mình ghé giao lưu một số cây cảnh cái bonsai tầm mini thôi nha. Để về mình trang trí xong vườn luôn. Thì mỗi cây bên nhà vườn đều có báo mã số hết. Mã số nào đã giao lưu bên nhà vườn sẽ để trong phần bình luận luôn nha. Còn mã số nào chưa nhà mình xem ưng ý thì liên hệ số điện thoại là 0911470409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook nhà vườn luôn nha. Và nếu nhà mình thương mến, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn nha. Rồi hôm nay là ngày thứ hai của ngày thực hiện ở địa phương của Sơn thực hiện theo chỉ thị 16 nha. Thì giờ vấn đề đi lại bây giờ cũng rất là khó khăn. Nó phải có giấy thông hành rồi này nọ, nó rất là phiền phức luôn. Trữ đồ ăn thì kêu đừng có trữ, mà không trữ thì phải đi mua đồ ăn, mà đi mua đồ ăn thì lại hết sức là khó khăn, đi ra đường hết sức là khó khăn, cho nên là cũng nói chung là cũng rất là nhiều mâu thuẫn với nhau. Cái đầu tiên của tập này có mã số là 891. 891 là một cây sam hương rễ quái luôn nha. Cây mini thôi. Nè. Rễ quái luôn nha mình. Thì để mà có được như ngày hôm nay thì bên nhà vườn đã làm thao tác uống rễ từ 3 năm trước rồi. Thì đây là kết quả sau sau 3 năm mình gặt hái được đây. Là một cây mini quái rất là đẹp. Cây này thì đường kính chỗ này thì cỡ tầm 3 hơn thôi, 3 thôi. Rồi cây cao cỡ tầm 20 nha mình. Cây cao cỡ tầm 20, 21. Chậu thì chậu lọt lòng là 19 hơn. Chậu lọt lòng là 20. Chiều cao của chậu là 11 nha. Chậu men bát tràng xanh, xanh ngọc. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 450k bao ship luôn nha. 450k bao ship cây mini bàn trà luôn. Cây quái luôn nha. Cái này về mình chỉ cần tạo tán lại nữa là ok. Cái phôi thì nó đã quái sẵn rồi. 891, 450k bao ship luôn chậu luôn nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi thì đây là những cái phôi đã xử lý xong sau 2 đến 3 năm nha. Đây. Thì bước đầu thì mình cũng làm như thế này thôi. Đó, bước đầu là mình sẽ cho bám đá như thế này. Rồi bắt đầu mình nuôi phôi trước. Nuôi phôi xong bắt đầu nhổ lên, lấy rễ cho bám đá. Bám đá xong sau thời gian 1 đến 2 năm bắt đầu mình nặng nó lên. Đó, nặng nó lên. Đó, nói chung cả một quá trình. Và chút nữa mình cũng sẽ giao lưu số này luôn. Nếu ai muốn về sưu tầm nuôi từ phôi như thế này thì mình nuôi nha. Rồi thì mình quay trở lại những cái cây phôi này. Nói chung nhà vườn vừa rồi cũng xuất hơn 1.000 phôi. Thì còn lại đây một ít phôi mình giao lưu nó luôn nha. Rồi để nhà vườn sẽ xây dựng những cái đợt phôi mới. Rồi đây là một phôi bám đá. Thì đường kính thân này thì nhỏ thôi. Chiều dài của viên đá cỡ tầm là 18 nè. Lọt lòng của cái chậu này là 25. Chậu này có chiều cao là 5.5 nha. Cho 6 đi. Cây cao thì cỡ tầm 17. Form thiên nhiên. Còn mình về mình muốn làm form gì nữa thì mình làm luôn nha. Cái này nhà vườn xin giao lưu là 400k bao ship luôn chậu nha mình. 400k bao ship luôn chậu luôn. Cây bám đá. Đây. Đây, có những cái rễ nó ăn liền vô trong đá này. Bốn trăm k bao ship
chậu này là chậu men Bát Tràng nha mình, chậu men xanh ngọc Bát Tràng luôn. 400k bao ship là một phôi sam hương bám đá mini bàn trà luôn. Rồi nhà vườn xin qua phôi này luôn nha. Vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 893. 893 là một phôi sam hương bám đá nha. Cây này bám cũng rất là chặt rồi. Đây. Đây nó leo leo rễ rồi nó bám rất là chặt luôn nha. Chậu là chậu tàu nha mình. Cây thì cây mini bàn trà thôi. Chậu thì lọt lòng 18. Cây cao là 20. Chiều dài của viên đá là 13. Mini bàn trà thôi nha. Cái này về mình chỉ cần tạo tán lại nữa là ok thôi nha. Cái này nhà vườn xin giao lưu là 350k bao ship luôn chậu nha. 350k bao ship luôn chậu. Sam hương. Sam hương nó có một cái đặc tính là cái lá nó ra bên ngoài nó rất là to, nhưng mà khi mà mình cắt cái lá nó đi thì ở bên trong này lá nó rất là nhỏ nha, nhỏ hơn lá sam núi luôn. Thì nên là mình cái lá nó có cái mùi hương. Có người thì không chịu thì thấy nó hôi, nhưng mà riết rồi cũng thành cái mùi thơm nó quen. Ngày trước tiên mà một người bạn tặng cho Sơn cái giống cây này á, mình rất là ghét. Tại vì cái lá của nó rất là to. Mình không nghĩ là khi cái lá to đó nó mất đi thì cái lá nó nhỏ như thế này. Mình không nghĩ như vậy, nhưng mà cuối cùng là nó rất là hay. Cây này là một dòng du nhập từ Đài Loan nha. Bên Đài Loan họ chơi rất là thịnh luôn. Rồi 350k bao ship. Nhà vườn xin qua phôi này luôn nha. Nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 894. 894 là một phôi sam hương quái luôn nha. Cây rễ quái luôn. Thì để có được như ngày hôm nay thì cây này Sơn đã xử lý từ 3 năm trước rồi. Ba năm thì nó hơi xa, tầm 2 năm rưỡi. Cây mini bàn trà thôi. Cái này có chiều cao là 17. Chậu lọt lòng là 18. Chậu cao là 7. Đường kính bề rễ 9. Cây này mini bàn trà thôi nha. Nhà vườn xin giao lưu là 350k bao ship luôn chậu nha. Chậu này là chậu tàu. 350k bao ship luôn chậu. Cái này về mình chỉ tạo dáng nữa là ok thôi. Phân thì mình nhớ bón phân hữu cơ thôi nha, chứ đừng có bón phân hóa học. Bón phân hóa học thì sự cố rất là nhiều. Và rất là nhiều anh em trả cái giá rất là đắt luôn nha. Cây này nếu mà về mình chơi lâu dài, mình cắt luôn ngay chỗ này. Tại vì cái khoảng ngay chỗ này nó bị đơ. Đó, mình cắt luôn ngay chỗ này, mình làm lại. Mình cắt xéo như này. Sau này mình lấy một cái ấy ra đây, một cái lên đây. Còn không thì tùy theo thôi. Mình cắt ra, mình lấy cái đoạn này mình dăm lại, nó cũng thành một cái phôi nữa nha. Nói nhà vườn xin qua cây này luôn. Nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 895. 895 là một phôi sam hương bám đá rất là đẹp luôn nha, rất là nghệ thuật luôn nha. Phôi này mình đã xử lý trước đây gần 3 năm. Đây, những cái rễ nó đã vào những cái khe đá rồi. Và hôm nay nói chung là do mình không có tạo tán. Bởi vì mình nuôi là mình để tán nó sỏng đi để mà nó nuôi ở dưới này nó to lên. Rồi bây giờ là mình chỉ việc mình tạo tán nữa là ok thôi. Rất là nhanh luôn nha. Ở tầm 1 năm là có thể, 1 năm đến 1 năm hơn là mình có thể thành phẩm rồi. Chậu này là chậu tàu luôn nha mình. Cây này mini bàn trà thôi. Cây có chiều cao là 21. Chiều rộng của cái chậu này lọt lòng là 18.
chiều cao của cái chậu là 7 hơn. Rồi mình giao lưu phôi này là 500k bao ship luôn chậu nha. 500k bao ship luôn chậu. Nhỏ mà có vỏ luôn nha. Mình thấy như vậy chứ mà rất là kỳ công luôn. 500k bao ship luôn chậu là một phôi sam hương bám đá bàn trà luôn. Rồi vừa xin qua phôi này luôn nha. Xin giao lưu kế tiếp có mã số là 896. 896 là một phôi sam hương. Hai phôi sam hương nha, bám lên cục đá này. Phôi này là phôi mới cấy luôn nha. Cái này thì có kết quả ok sau 1 năm nữa thôi. Đó thì để có những cái tác phẩm vừa rồi mình giao lưu những cái mã số trước thì đều phải làm bắt đầu từ như cái này. Rồi thì mình sẽ giao lưu luôn nha. Viên đá dài là rộng nhất là 21. Cây cao tổng chiều cao là cỡ tầm 40. Phôi này nhà vườn xin giao lưu là 250k bao ship luôn nha. 250k bao ship. Cái đá này thì không phải hoàn toàn là đá nha, tại vì đây là ở một cái khối đá của trong một cái tiểu cảnh dở ra. Tại vì đá mà để có đá đẹp thì bây giờ cũng rất là khan hiếm. Nếu mà mình mua ngoài Ninh Bình thì cũng phải là mình mua ký hoặc là mình mua viên. Đó, nó cũng rất là cao. Còn cái này thì những cái viên đá này thì cũng rất là giá trị, nhưng mà mình được dở ra từ cái tiểu cảnh cũ. 250k bao ship. Rồi vừa xin qua phôi này luôn nha. Giao lưu kế tiếp có mã số là 897. Là một phôi sam hương bám đá. Đá này đá dai dôi nha. Đá dai dôi Ninh Bình luôn. Cái này mình phải mua ký ở tận Ninh Bình về. Hồi đó mình làm tiểu cảnh á, mình làm nông bộ á. Nhưng bây giờ thì không có thợ nữa nên là mình tạm ngưng. Mình dùng cái số đá này mình cho sam hương bám đá luôn nha. Đó thì nếu mà ai ưng ý nuôi phôi như thế này thì mình giao lưu luôn. Ví dụ thì ở mức như thế này thì nó sẽ có cái mức như thế này. Còn ví dụ như sau này mà nó đã bám rồi thì nó có sự mức nó cao hơn một chút. Đó. Nhưng mà nuôi từ những cái phôi như thế này nó rất là hấp dẫn luôn nha. Rồi phôi này nhà vườn xin giao lưu là giao lưu nhanh luôn, 200k bao ship luôn nha. Cái này thì có hai phôi sâm hương. Cái này chiều cao là 25. Chiều rộng của viên đá là 16. 200k bao ship. Còn nếu mà về mình muốn thích cho nó bám thêm cái kiểu gì đó, cho cái rễ nó bám thêm cái kiểu gì đó thì mình có thể mình tháo ra mình cho bám lại luôn nha. Cái này thì nhà vườn cũng làm như thế này, nhưng mà về mình ưng những cái rễ này á, nó bám theo kiểu gì nữa thì mình cho nó bám thêm thôi. Đó. 200k bao ship. Rồi giờ vừa xin qua phôi này luôn. Rồi giờ vừa xin giao lưu kế tiếp có mã số là 898. 898 là hai phôi sam hương bám đá luôn nha. Hai phôi sam hương bám đá. Mini bàn trà thôi. 250k bao ship luôn nha. Phôi có chiều cao là cỡ tầm 24. Đá thì rộng cỡ tầm 11. Viên này thì 12. Mini bàn trà thôi nha. 250k bao ship hai viên này luôn. Hai phôi này luôn. Rồi nhà vườn xin qua hai phôi này luôn nha. Xin giao lưu kế tiếp có mã số là 899. 899 là một phôi sam hương bám đá luôn nha. Cái này gồm có hai cây sam hương bám vô cục đá. Cái phôi đá này là phôi đá của có những cái ho đá nó mọc ở trong đây nè, nhưng mà những cái ho đá nó bị bứt ra hết rồi, còn cái phôi không thôi. Mini bàn trà luôn nha. Cái này có chiều cao là 17, chiều cao của viên đá 17, chiều cao đến cái phôi này là 30, bề ngang của viên đá là 11,
Phôi này nhà vườn xin giao lưu là 250k bao ship luôn nha. Cái phôi đá này nó giống như đá tiền ong vậy. Nhưng mà bên trong nó có những cái hò đá. Cái này là nó bị rớt cái hò đá ra rồi. 250k bao ship, sau này mình sẽ có những cái phôi mini bàn chà rất là đẹp luôn nha. Ví dụ về mình có thể mình chỉnh sửa rễ lại cho nó bám theo cái kiểu gì đó, theo sở thích của mình thôi, không sao cả. Và đồng thời đó mình nuôi cái này mình lấy giống luôn nha. Bây giờ vừa xin qua cái này luôn. Kế tiếp có mã số là 900. 900 là gồm có hai phôi. Phôi sâm hương bám đá luôn nha. Cái này gồm có hai cây, cái này cũng hai cây. Cái này thì bám đá dây dôi Ninh Bình luôn nha. Đó, đá này là phải mua ký ở ngoài Ninh Bình về. Còn cái đá này là ở mình có, nhưng mà bây giờ cũng hiếm rồi. Về mình có thể mình sắp lại luôn nha. Cái này mình tạo ra phôi mini thôi. Cao đến đây là 25 nè. Bên này thì cao hơn tí xíu. Đá thì cỡ tầm đường kính cỡ tầm 7, viên này 10. Hai phôi này nhà vườn xin giao lưu là 250k bao ship luôn nha. 250k bao ship. Rồi hai phôi này cũng đã kết thúc luôn. Nhà vườn chân thành cảm ơn nhà mình đã dành thời gian xem tin ủng hộ luôn nha. Và nếu có thắc mắc gì thêm, nhà mình liên hệ số điện thoại là 0911470409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn. Và nếu nhà mình thương mến, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn nha. Rồi nhà vườn thân chào nhà mình, chúc nhà mình thật nhiều niềm vui và an lành trong cuộc sống luôn.